Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chiên hot dog ăn nha các bạn. Ăn với trái ô liu muối, rồi trái dưa lê muối. Ăn thử có ngon không nha, chấm với tương ớt. Thì sẽ ăn thêm một ít rau quả nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên cái bịch hot dog này. Đó. Hot dog này ở trong nó có phô mai ở trong đó nha các bạn. Thì hot dog này để mình coi có gì trong này. À, có thịt gà, thịt heo. Người ta trộn chung với phô mai nha các bạn. Ở trong rất là béo, thơm lắm. Hot dog này mình ăn thử một lần rồi, rất là ngon. Cho nên bây giờ ra mua về chiên. Bây giờ bắt đầu mình chiên nha. Mình quay cho các bạn xem chiên nó xèo xèo, nó vui tai. Rồi, đó, bây giờ mình sẽ chiên hot dog. Mình lấy hot dog này ra mình khứa khứa hết các bạn. Khứa vậy nè, chút xíu mình chiên lên á, cái đường vân này nó nổi lên nhìn hấp dẫn lắm ha. Mình hay dùng từ wow wow. Các bạn nói nghe không có quen mà giống như mình quen miệng vậy rồi. Đó. Đẹp ha. Có đẹp không biết. Rồi bên này cũng vậy. Chút xíu mình chiên á, cái nó đổ phô mai ra ngoài. Phô mai nó chảy ra ngoài nhìn hấp dẫn lắm nha. Nhẹ nhẹ thôi chứ mình khứa sâu sâu quá thì nó bị gãy. Thơm chưa? Cái lần lượt mình khứa hết tất cả luôn ha. Rồi mình chiên một đợt luôn. Đó các bạn. Từ nãy giờ cặm cụi khứa khứa những cái hot dog này ra theo từng vân xéo dọc ngang đủ kiểu hết trơn á. Bây giờ mình sẽ chiên. Đó, bếp thì đã bật lên rồi. Hồi nãy thì cái này mình bỏ vô trước này, mình chưa bật bếp. Bây giờ đợi dầu nó nóng thì mình bỏ vô nha. Văng dầu vô áo rồi. Bỏ hết vô đi ha. Thơm quá, chưa gì đã nghe thơm rồi. Để mình thu gần lại cho các bạn xem nha. Mình bật cái fan lên cái quạt để cho nó hút cái hơi ra đó các bạn. Nó hơi ồn chút xíu nha. Đó, chưa gì đã thầm lên hết trơn rồi nè. Thơm mùi phô mai, thơm mùi nghe mùi thịt hot dog. Hot dog này là thịt gà với là thịt heo. Nó lỡ ra nó không đủ chỗ mình bỏ ra bếp. Tắt fan đi ha. Fan nó ồn quá chừng. Nướng lửa lên. Trở nhanh nhanh rồi gấp hot dog ra ăn. Đó bụng quá rồi các bạn ơi. Cái này mà trời lạnh đó ha. Ở ngoài trời lạnh ngắt à. Cái lấy cái que tăm á mình cắm, mình ra mình đứng ngoài lạnh mình ăn á. Cái miệng mình á, thở ra cái hơi giống như là khói, giống như là mây bay vậy các bạn. Mùa đông ở ngoài lạnh quá. Lạnh gì vừa thì ra được lạnh cắn luôn á. Lạnh đông đá luôn, ra đứng chặt là sợ luôn. Nhìn ngon ha các bạn. Mấy ngày hôm nay các bạn gửi thư nói là lâu quá rồi không có nghe giọng nói của mình khi coi bên cái kênh mới ASMR của mình đó. Xong các bạn nói sao mà không có nói gì hết trơn á. Hôm nay nói nhiều rồi các bạn. Mình thì có cái tật hay nói nhiều nhưng mà làm cái kênh không được nói cũng ấm ức luôn các bạn ơi. Ngon ha. Ha. Nở ra nhìn căng đẹp ha. Quá chừng ngon. Mình vặn lửa nhỏ xuống rồi, bây giờ nó bớt sôi rồi. Wow, cái này ngon. Hấp
dẫn nha. Mấy cái này chưa có chiên, mình bỏ vô mình chiên luôn nè các bạn. Cái này chưa chiên. Này được rồi ha. Đó các bạn thấy, chiên từ nãy giờ chắc cũng 15 phút rồi đó. Cả mình khứa ra rồi mình chiên luôn. Cũng tốn hết 15 phút, chỉ có chiên trứng là nhanh nhất thôi các bạn. Chiên trứng là bỏ vô chừng 1-2 phút là mình được ăn rồi. Chiên hot dog thì mình đợi cho nó vàng, cái này vàng ươm rồi ha. Ngon chưa? Muốn ăn hả? Nghe thơm quá hả? Để đó mẹ, mày lấy cái nĩa mày cắm cho. Ok, để mình lấy cho. Ui, để qua đây. Cái này vặn lớn lên chút xíu. Đang chiên thơm quá, đứa con trai mình nó muốn ăn một cái. Đó, mình cắm cho đứa con trai mình một cái nha. Này con. Đều nữa. Chỉ có cái chảo rộng, cái chỗ rộng mình lăn như vậy mới dễ thôi, còn mình chiên chặt thì mình phải trở qua trở lại. Lăn như vậy nè, nó giòn tan à, như da của con heo quay vậy. Rồi sắp xong rồi đó, lăn có mấy cái thôi là đã gần xong ba cái hot dog này rồi. Đó. Giòn tan da rồi đó. Thôi tắt bếp là vừa rồi, mình vớt ra. Các bạn thấy ngon không? Đó, 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 xong, hoàn thành xong. Chiên hot dog. Chắc lên đây luôn. Wow, cái hot dog này ngon chưa? Nhỏ bớt dầu đi. Rồi, ra bàn ăn thôi các bạn. Các bạn, trái ô liu muối nè. Nãy mình mở không ra, mình phải lấy cái cọng thun này mình bó lên cái nắp mình vặn nó mới ra đó các bạn. Nó rít rít đó, nó mới ra. Bây giờ mình múc mấy trái ô liu ra ăn ha. Nhìn ô liu ngon chưa? Biết mùi vị nó chua hay là mình nghe cái mùi nó béo béo chua chua các bạn. Múc bỏ lên dĩa nha. Ăn vài hạt thôi. Nhìn cũng hấp dẫn quá ha. Này các bạn, ở trong người ta bỏ cái gì đỏ đỏ, vài trái thôi. Rồi, vài trái là ăn đủ rồi. Cái nắp mới đây ra rồi. Đầy lại, bữa khác ăn tiếp. Rồi để đây, để má kéo nha. Ok. Rồi. Nguyên một thảo dưa leo muối nè các bạn. Nguyên thảo dưa leo muối nè, biết có chỗ để không nữa.
và chừng nó sụp nó đổ hết. Vặn ra ha. Mình nhớ bữa trước mình vặn ra được rồi mà ta. Đó, mình cũng cột dây thun như thế này này các bạn. Mình vặn cái hũ dưa này ra rồi. Đó. Chắc lấy cái nĩa cắm lấy một trái thôi. Biết có ngon không nữa các bạn ơi, mình thấy người ta bán bự quá chừng nè, nhìn nè. Wow. Nó bự. Lấy cái nào nhỏ nhỏ một tí, cái này bự quá. Nguyên hũ dưa leo muối nè các bạn. Mình mua chắc bao lâu nay rồi mà chưa ăn nè. Đó, thôi lấy trái nhỏ nhỏ thôi, lấy trái bự. Lấy trái nè. Wow, nhìn cái trái nè. Đó. Cái này sao ăn hết ha. Bỏ chung với cái trái ô liu muối luôn. Rồi, chút nữa mình lấy con dao mình xẻ làm tư ra mình ăn chứ để bự quá cắn không nổi. Rồi đại lại cất. Ăn mấy cái dưa muối này lâu lắm mới xong. Lâu lâu mình lấy một trái mình ăn. Rồi Vi muốn ăn vô đây ngồi. Vi ngồi với mẹ ngồi đây. Cô chưa và các bạn. Đúng rồi. Bây giờ mấy mẹ con mình ngồi ăn nha. Để xếp cái đèn tới cho nó sáng tí nè. Sáng chưa? Rồi ăn đi Vi. Vi lấy đĩa chưa? Vi lấy thêm một cái nữa. Ở đây có một cái nữa đó. Trái dưa leo. Để mình cắt trái dưa leo ra làm tư ha, cho dễ ăn. Trái này nó không có giòn bằng trái nhỏ hay sao các bạn. Mình cầm vô mình thấy nó mềm quá trời. Cà rốt, dưa leo, xà lách. Ăn chung với hot dog nóng. Vì có thích ăn cơm thì Vi bới cơm. Wow, nước chanh. Mời các bạn cùng ăn chung với mình cho vui nha. Rồi, bắt đầu ăn đây. Rồi, Vi ngồi xuống. Mấy ngày có nóng không? Không. Các bạn ăn hot dog này mà chấm với tương ớt cay á, ăn mới ngon. Chắc cũng khoảng một tuần nay rồi mình hay quay đồ ăn ở bên kênh mới ASMR. Thì các bạn coi các bạn không có quen, các bạn nói sao bên đó mình không có nói gì hết trơn á, nghe sao mà nó buồn quá, chỉ nghe tiếng âm thanh thôi thấy buồn rồi, thấy nhớ giọng của cô quá. Thì hôm nay mình sẽ làm ăn hot dog để mình nói chuyện với các bạn nhiều hơn nha. Thì cái kênh ở bên đó thì mình chỉ thu âm thanh của tiếng ăn thôi để cho các bạn xem, rồi những người nước ngoài á, người ta thích xem cái kênh mà nghe tiếng động của âm thanh thì mình làm thêm một cái nữa. Rồi các bạn nào mà thích nghe mình nói chuyện á thì các bạn qua kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ ủng hộ mình nha. Còn thích nghe âm thanh vui tai thì qua kênh Vinh Nguyễn Thị ASMR. Thì đó, các bạn ủng hộ cho mình nha. Chứ kênh đó thì cái mic á, cái micro nó lớn lắm, cái âm thanh nó lớn, cho nên mình cái âm thanh của cái kênh Vinh Nguyễn Thị ASMR nó rất là lớn. Mình nói á, thì sẽ nói bằng tiếng thường á, thì sẽ nghe rất là lớn, rất là ồn, cho nên mình không có nói được. Đó, mình nói tiếng gió thôi. Các bạn thông cảm nha. Bây giờ mình ăn rồi mình nói nhiều hơn chút xíu để bù lại cái kênh kia nha. Cái kênh kia im lặng quá à. Thì ăn ngon vậy, ăn thêm rau vô con. Cắn rau vô, ăn cà rốt vô. Ngồi thẳng lưng lên con, thẳng lên. Wow, ngon lắm các bạn. Cay là hợp khẩu vị với mình. Tương ớt cay kia có muốn không? Ăn thử nha. Đó, ăn thử cho biết. Với ăn ngồi thẳng đây mà ăn nhìn vô. Rồi đó, mấy ngày hôm nay á thì các bạn yêu cầu là mình ăn cái gì đi, vừa ăn vừa nói chuyện để gửi cho các bạn xem. Hôm nay
sẽ hoàn thành yêu cầu của các bạn. Ăn hot dog với tương ớt nóng, hot dog nóng hổi ha. Ngon. Vị ngon không? Ăn thử trái ô liu nè. Trái ô liu rồi các bạn. Trái này mình mua cái size nó hơi nhỏ nhỏ mà nó rất là béo. Mùi nó béo mà trong nó có cái hột gì á, màu vàng vàng. Hột gì đấy ha? Ở trong có gì vàng á? Để chút xíu mình đọc thử. Ở trong là cái gì? Béo rất là ngon. Thật lắm. Mùa đông đó các bạn, xà lách người ta vẫn bán bằng giá với mùa hè. Ăn nó giòn rụm mà. Ở trong Costco á, rau thì cũng không có mắc lên lắm. Ngộ các bạn. Mùa đông á, mình thấy dâu tây người ta bán rất là rẻ, rẻ hơn cả mùa hè nữa. Mình thấy lạ. Bữa nào mua dâu tây về ăn nha. Cái hộp bự về bình thường á, mùa hè 8 đô. Mùa đông cái hộp dâu bự về có 5 đô thôi. Dính gì vậy? Vì ăn thử trái ô liu đi. Ăn cho biết nè. Ăn thử đi, nó béo lắm. Mấy đứa nhỏ nhà mình món nào không thử được. Kêu Văn anh ơi. Vàng. Wow. Ngon. Chua, giòn. Vì thấy, vì thử không? Sang năm mình trồng dưa leo ở ngoài vườn, mình muối thử nha các bạn, xem nó ngon như thế nào. Bây giờ tới bây giờ mới tháng 12 à, phải tới tháng tháng 3 mình mới bắt đầu ươm cây. Ươm cây để chuẩn bị trồng cho vườn của mình là tháng 5, tháng 6. Giờ mùa đông băng giá, rau cũng băng giá hết. Không có dám ươm cây sớm. Ươm sớm cây nó phát triển rất là nhanh, rồi mình chăm sóc ở trong nhà nó cực lắm các bạn. Chăm sóc ở trong nhà nó không có ánh sáng mặt trời đó, mình phải dùng đèn mình chiếu để cho nó có ánh sáng. Rất là ngon. Hà rốt đi xong rồi hả? Anh ăn không? Ăn hot dog rồi phải có. Đưa cái nĩa cho mẹ ăn cái trái. Ăn hot dog đó, có đồ chua nó đỡ ớn các bạn. Trái dưa leo, trái ô liu muối. Nó béo. Mình ăn thử cái trái ô liu mà còn sống đó các bạn. Nó đâu có béo đâu các bạn. Nó rất là đắng. Nó đắng nghét luôn. Bữa nào mình mua về mình ăn lại cho các bạn xem. Được, trước mình mua mình ăn thử thôi. Chưa quay phim, ăn nheo mắt, nhăn mặt, nuốt nước miếng ực ực. Không có, không có dám ngừng lại luôn á. Nó đắng quá. Nhưng mà cái trái muối thì rất là béo. Wow. Cay, cay thì là cay luôn.
salad. Ăn cái gì có rau một cái dễ chịu ha. Nó mát. Nãy giờ không biết mình ăn mấy cây hot dog thôi. Bây giờ bên Việt Nam mình có bóng đá hả các bạn? Bên Việt Nam mình thắng rồi phải không? Mình không có coi, mình nghe thoáng thoáng thôi. Thì các bạn chắc là bên Việt Nam mình mà thắng bóng đá chắc là vui lắm. Mọi người ra đường đi bão rồi reo hò rất là vui. Ngày xưa mình ở Sài Gòn á, mình thấy vậy đó, mỗi lần thắng đá banh á là vậy đó. Ăn được hai cây hot dog rồi, biết là ăn hết rồi. Bình thường mình chỉ ăn một cây thôi là thấy no rồi. Này con, hot dog không đây? Ăn đi. Ăn cà rốt không? Lên ăn. Nè, cà rốt nè. Ăn với hot dog mới ngon. Hai con gái vô ăn có chút xíu là xong rồi. Thịt lắm rồi, xong rồi nó ngọt mà nó giòn, thịt là giòn. Khỏi chấm cái gì hết cũng thấy ngon. Đó các bạn ơi, ăn mới có hai cây hot dog thôi mà đã thấy no no rồi. Nước chanh đá, nước chanh ít đường, bỏ đường, bỏ có chút xíu đường, có đá nó không có tan. Ăn rau quả còn nhiều hơn hot dog. Rau quả sao ăn dễ chịu ha. Ăn thêm một cái nữa. Ngon chưa? Hot dog nóng hổi đây, bây giờ giảm rồi các bạn, hết nóng rồi, ăn thôi. Nhai kỹ, rất là béo, rất là thơm, thêm vị tương ớt nữa, cay. Miếng dưa leo. Miếng cà rốt. Ngày 27 tới thỏ sẽ đẻ đó các bạn. Mình bây giờ mình cho thỏ ăn, mình thấy thỏ rất là bự. Người ta nói là mình muốn biết thỏ có bầu hay không có bầu thì mình cân trước khi thỏ mang thai, và sau đó hơn nhau 2,5 kg là thỏ mang thai đó các bạn. Rất là bự, thỏ mẹ mang thai, thỏ mẹ ăn rất là nhiều. Ăn cà rốt, ăn táo, ăn nho, ăn đủ thứ hết. Táo, nho, rốt á, mình xin ở chợ các bạn. Chợ người ta bán mà mấy ngày mà cái màu không được tươi nữa là người ta bỏ. Mình xin về cho thỏ ăn. Nhìn rất là còn ngon, không có bị thúi, không bị hư. Thỏ rất là thích, nhưng mà thỏ vẫn thích rau hơn là trái cây các bạn.
Ngon quá chừng. Chưa bao giờ mình ăn ba cây hốc đó, ăn có một một cây thôi à. Lần đầu tiên á mới ăn lần ba cây hốc đó. Ngồi nói chuyện với các bạn vui quá thì ăn nhiều. Cá miếng ớt nó cay, ớt nè, ớt đỏ, cay quá. Mua ở chợ Hàn Quốc á các bạn, những màu đỏ cay dễ sợ. Tương ớt này mà không cay bằng trái ớt đâu. Rất là ngon. Ở Việt Nam thấy nhiều vùng đang bị bão đó các bạn. Ở bên này thì lạnh thôi. Có ở Florida hay bị bão, tiểu bang của mình thì cũng lâu lâu cũng có, nhưng mà bão nhẹ thôi. Cay. Phô mai ở trong á nó béo, ăn với từ ớt hợp lắm. Ngon. Cay quá các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ ra video về trồng cây nha các bạn. Hôm nay là mình ăn uống nói chuyện với các bạn đó. Lâu lâu mình đi chợ đó các bạn, ra chợ gặp những người mà đã xem qua video của mình rồi, người ta xem rồi đó, người ta gặp mình ngoài cái xong người ta tới, người ta nói là có cô đó tới nói là con ơi con có phải là con nấu đồ ăn, nấu xôi rồi nấu bún rồi ở trên video không, phải con không? Kêu dạ phải. Cái cổ cầm hai cái tay của mình cũng cổ rung mà cổ bóp rất là đau, cổ bóp chặt vậy này, xong cổ nhìn mình mà cổ cười cổ mừng á, mà mình đau á, móng tay của cổ bóp vừa tay đau mình nhăn. Cái cổ nói là ủa sao con gặp cô con không vui hả hay sao mà con nhăn dữ vậy? Kêu cô bóp con đau quá. Kêu, hả cô bóp con hả? Cổ thả ra như vậy, mình thấy vui dễ sợ luôn á. Đi ra mà gặp những người đã xem qua video của mình rồi, người ta cảm thấy người ta gặp mình, người ta thấy đã gặp ở trong video, người ta mừng á, mình cũng rất là mừng, cũng vui. Nhiều lắm, có nhiều trường hợp lắm mà mình đi ra ngoài á, những cái chợ người Việt Nam á thì gặp rất là nhiều, tại video của mình là người Việt ở Mỹ xem rất là nhiều. Thì chứ người nước ngoài người ta xem, người ta đâu biết mình nói gì đâu, cho nên đi đâu mà có người Việt Nam của mình á là mình được nhận là người quen. Giống như người ta mừng lắm, người ta kêu là chị ở bên tiểu bang khác chị coi em, xong rồi giờ chị dời vô đây chị gặp em, chị mừng ghê luôn á, chị gặp ngoài chợ. Nhiều người gặp mình sao mà mình vui quá chừng luôn á. Các bạn không biết mà về Việt Nam gặp các bạn, không biết các bạn có nhận ra mình không nữa. Các bạn ơi, hôm nay mình ăn hot dog, ăn rau quả rất là ngon, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm video gửi đến cho các bạn xem nha. Hẹn các bạn những video kế tiếp. Các bạn thích mình làm những chủ đề gì thì các bạn comment ở dưới để cho mình chuẩn bị mình làm cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.